phù sinh nhược mộng đời la khổ, chủ phù là nổi chứ sinh là sống, ám chỉ có cuộc đời sinh sống của chúng sanh này nó tạm như tiết lá cành cây. Trong kinh Phật có nói phù sinh nhược mộng di quan kỹ hà, kiếp sống nổi với như giấc mộng dầu của vui sướng cũng chẳng bao lâu, cho nên vui sướng dầu bao nó chẳng bền, vui rồi trông thấy khổ kề bên, nhân do lòng dục xui ta nó theo nó đành vùi lấp tuổi tên. Thưa quý vị, đây diễn tiến theo cái chương trình câu hỏi thì có đồng đạo chú Sáu Việt Kiều hay là Chín Việt Kiều gì đây, dạ cũng ở xã Phú Đức, và nêu lên hai cái câu là xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mận dung tròn chẳng xong, chừng nào cá nọ quá nông trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Lẽ này nó bốn câu vậy đó, và đồng đạo cũng đưa lên hai câu rồi, thôi chúng tôi làm theo hai câu. Vậy thì cái phần xứ bài này đâu có hỏi trong quyển ba của Đức Thầy, Nguyễn Lăng Thiên đó, quyển ba của Đức Thầy viết vào lỗ tháng 9 1939 tại tổ đình cũng gồm có 612 câu mà đồng đạo nêu ra cái câu là xuống trần lỡ khóc lỡ cười. Thì thưa với chư đồng đạo, cái bậc mà đã đắc đạo rồi thì luôn luôn lúc nào cũng biết được cái bộ máy thiên cơ của đại đất và biết được cái cuộc xoay chuyển của thời thế như thế nào, cho nên khi mà lâm hàm độ thế thì Ngài có thể nói là rất đau buồn, biết được cái cảnh thế gian là cái cảnh khổ. Từ đây, từ rời gặp cảnh buồn rầu cho người tàn bạo cứng đầu khinh khi, từ đây sắp tới cái cảnh buồn với cái đắc đầu nó nhiều hơn. Dân trần nay đáng sầu bi nên ta mới nói chuyện ni tỏ tường, biết bao nhiêu những cái cảnh khổ. Ngài nói khi ra đời thì thế cái cảnh khổ chúng sanh, nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não được kể sao cho xiết. Đôi khi Ngài cũng phải hai dòng dục để than khóc rồi, cô bác anh chị em. Cho nên lỡ khóc mà là lỡ cười, cười không nở. Bởi vì cười là cười thói tranh ma, còn khóc là khóc kẻ chưa ta dỗ dành. Cái nơi nào chưa có tiếng nói của Phật giáo và hảo, chưa có cái tiếng lời khuyến nhủ tu hành, thì Ngài đau thương cho nơi đó, Ngài khóc cho nơi đó. Còn cười là cười, cười thói tranh ma là những số người lòng lan giả soái hay lừa gạt đồ biệt mọi người đó. Đó, cho nên Ngài cười những cái thói đời sao lại đen bạc. Đó, cho nên từ đó hôm nay thầy dùng cái danh từ lỡ khóc mà lỡ cười. Bây giờ đến cái từ ngữ thứ hai đó là ham vui đào mận. Đào mận vuông tròn chẳng xong. Mình nghe hồi đó giờ đọc giảng thì nghe suông vậy đó. Chữ đào mận là gì? Chữ đào là chỉ cho có cô gái đẹp, chỉ cho có sự sắc đẹp. Hồng mận là chỉ cho cái trái mơ. Ở bên đây này là kêu trái mận, mà miền Bắc là kêu trái mơ. Cái trái mơ nó ám chỉ cho cái người cô gái nó thường hay có cái lòng ước mơ, có lòng mơ mộng ảo quyền, và trai cũng vậy thôi, gọi là giới nam nữ đó, nó thường hay có cái vấn đề mơ mộng sự tình ái yêu đương. Cho nên thầy dùng cái danh từ là ham vui đào mận, nghĩa là ham qua cái sự tình tứ qua nghiệp đó, ham những thích những cái sự vui đó, nó mà thành thử ra vuông tròn chẳng xong. Hai cái câu sau đó là hai cái câu được đắc ngữ. Vậy thì chữ vuông là gì? Ở đây từ ngữ chữ vuông đó trong Phật giáo Hòa Hảo tượng trưng cho tứ ân đó của bác bốn ân. Và cái chữ tứ ân đó nó tượng trưng cái người cúng lại cũng là vấn đề bốn lại. Cúng ông bà của quyền thất tổ là bốn chén. Ra bàn thông thiên cũng bốn hướng. Ám chỉ cho tứ quả thánh đạo. Thinh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Rồi đồng thời ám chỉ cho tứ vô lượng tâm là từ bi hệ xã, tứ nhiếp quá là đốn quyền thực tiệm. Cho nên con số 4 là con số tượng trưng. Vậy thì ham vui đào mận vuông tròn chẳng xong, vuông là bốn ân. Nếu như mà chúng ta đã tu tập đây thì cái câu của Đức Bình Giáo Chủ dạy câu quân lý tứ ân chạm dạ, nếu chẳng nhìn phải đọa đừng than. Cho nên tu thân thiện tính tránh chuyên cần lục tự di đà giữ tứ ân. Cái người giàu niệm Phật chúng ta phải giữ bốn ân này. Niệm Phật phải giữ tứ ân, ân nhà, ân nước, sử phân lấy nghì. Thành ra từ đó hôm nay đó, cái người tín đồ Phật giáo hảo, nếu chúng ta tu mà không đền tứ đại trọng ân thì chúng ta đã mất đi được phần gốc rồi của bác anh em. Cho nên trong thượng sanh hạ sanh của Đức Di Lặc khi xưa, Đức Phật đã nói nếu ai thọ trì phẩm báo tứ ân sẽ được siêu diệt sinh tử và có mặt trong đạo hội Luân Hoa đồng được giải thoát. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy nói đến chừng biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Bốn ân mà chúng ta trả rồi thì không còn tội chính là đã. Cho nên từ đó hôm nay nói nếu mà chúng ta ham qua tình tứ qua nghiệp, vui thích khỏi thế gian này thì bốn cái ân này chúng ta không nên trọn được.
Cho nên ham vui đầu mẫn mà vuông, chữ vuông là bốn mắt mà chữ tròn là cái hình duyên giác ám chỉ cho sự giải thoát. Đạo Phật lấy cái thiết không là một cái cơ bản. Nếu hôm nay cái người tu mà không đến cái chỗ mà chân tâm diệu minh, nghĩa đi đến đạt đến cái chỗ mà huệ, nghĩa là nhập chiếu khai của chân tâm diệu minh, là cái tâm duyên giác của đạo Phật, thì chúng ta biết đời nào mà thành tựu được. Cho nên từ đó Đức Thầy dùng cái danh từ cảm tình đồng đạo hiểu tâm không, cuồng sĩ bao giờ cũng ngóng trông, trong ngóng gặp người tri kỷ ấy, toại thai chí cả khách tam vọng. Tâm không trí giác là chỉ do con số thiết không của đạo Phật khi xưa lấy cái thiết vô vi nhãn tạng niết bàn diệu tâm không thấy tướng đó, thật nghĩa là không còn thấy được cái tướng của mình làm nữa. Cho nên lúc đó cái ông Kỳ Dương khi xưa học dạy phủ đó là cái ngày bắn cung, nhưng mà sau khi đã đi đến chỗ rốt ráo của cái thiết không rồi của đạo Phật rồi đó, thì ông nói rằng tối thượng của hoa dễ là nhu mì, tối thượng của ngôn ngữ là im lặng, tối thượng của hữu vi là vô vi, tối thượng của cái người cầm cung là không thấy tướng dạng của người cầm cung chi cả. Cho nên từ đó ông Đạt Ma Tổ Sư khi sang qua Trung Hoa truyền qua cái tháp không cho Huệ Khải Đại Sư, nếu nói truyền nhị tổ ở bên cái thời kỳ Trung Hoa, ông nói rằng ta đến sang đây một chữ không nên tiên tác Phật ở bề trong, bằng trên mặt giấy tầm pháp bổ thì tụng niệm đã dài đời rất uổng công. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy viết ở trong cái bài tặng Si Sĩ Triệu Châu đó, chừng ấy mới tịnh vô nhất vật, bụi hồng trần rước sạch cửa không, chuông linh ngân tiếng đại đồng, ta bà thế giới sắc không một màu. Như vậy mới thấy được sắc không không sắc đó nội trong Bát Nhã Kinh đó. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy dùng cái danh từ này đem trong kinh mà nói, nếu chúng ta mà tham vui trong cái thế gian này thì chúng ta làm không rồi bốn ân mà không đạt đến cái sở nguyện của giải thoát đạo Phật, nên xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mẫn vuông tròn chẳng xong. Thì thôi có bác anh dân thời giờ có hạn thì chúng tôi trình bày theo đúng chú giải thôi, và không có cái phần bình chạy đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi cũng cảm ơn Quỳnh Mười đã diễn giải cái đề tài của đồng đạo mình đưa lên. Nãy giờ tôi thấy bên nam không bên nữ nè, mời mấy cô mình coi. Rồi quý vị nào trực tiếp thì lên luôn. Ở thằng mẹ tôi ra rồi không thấy mời trở lại nữa ha. Rồi thấy cũng lần đầu mình chỉnh lễ để rồi lễ ý lên mời. Dạ con xin hỏi mời qua một đoạn của thầy. Tịnh độ giác thiền chỉ dục tâm, phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe đành chánh pháp thoát tà dâm, phù sanh dược mộng đời lao khổ, tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Rồi tỉnh trí tu thân, tỉnh trí làm sao, rồi tu thân làm sao, rồi tịnh độ như thế nào, mời ông diễn giải cho giám chủ mình ở đây nghe chung. Thành thật cảm ơn, mời anh. Chị thua vậy, giờ đây thì tiếp theo chương trình cái đề này cũng gọi là thứ tư đi ha. Dạ chúng tôi cũng tranh thủ lắm. Dạ thì thưa quý vị, bây giờ đồng đạo hỏi chứ cái đoạn văn ngắt ở đoạn giữa của cái phần quyển năm, cái quyển khiếm thị của thầy trong bài này, tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng diệt thinh âm, trần gian say đắm theo màu sắc, rồi mới đến cái câu là tịnh độ giác thuyền trị dục tâm, mà ông lấy cái ngắt cái khúc giữa ông hỏi tôi. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm, phù sinh nhược mộng đời lao khổ, tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Mà ông ngắt cái câu 6 câu ở phía sau, còn 2 câu độ bỏ. Ông hỏi ngạc đời vậy chứ. Thì thưa quý vị, ngạc lắm, lên cái diễn đàn là không phải dễ đâu. Lên đây rồi ông cố vấn ông nói là lên đây là lên cái đoạn đầu đài dương bái đó. Nếu thuộc giả quỷ đích lên đây thì xin thua rồi. Thì thưa quý vị, vậy thì rõ ràng là tịnh độ giác thuyền trị dục tâm, mà ông hỏi nga thì tôi nói qua pháp môn tịnh độ thôi. Tại sao Đức Thầy dùng cái danh từ là tịnh độ giác thuyền trị dục tâm? Là tịnh độ là một pháp môn niệm Phật đó cô bác anh, pháp môn niệm Phật. Bởi vì chữ dục là muốn cái lòng ham muốn của mình, ví như con ngựa gọi là tâm duyên ý mã. Cho nên từ đó Đức Thầy cho cái ông Tham Thái Ngà vẫn nói cái câu là mã song phi diễn vọng tâm hồn. Chữ mã là ngựa mà song là hai, tức hai cái con ngựa gọi là tâm duyên ý mã.
Hiện nay mình trong tâm mình nó có hai cái con ngựa đó, gọi là tâm duyên với mã đó. Vì thế thầy thường dùng cái danh từ đó, cuộc đời nay như ngựa buông cương, khó dừng lại gió cu lục bực. Cuộc đời có con người, cái lòng ham muốn dục vọng con người dưới có con người đó, nhà nó chạy suốt cả ngày không dừng. Rồi cái ý ham muốn cũng như con khỉ vậy đó, như chìm cây này sang cây nọ, được đứng non này sang non kia. Cho nên thầy mới nói vấn đề tịnh độ giác thuyền trị dục tâm, phương pháp tịnh độ là phương pháp niệm Phật, nó có cái công năng dừng lại. Bởi vì căn cứ theo pháp môn tịnh độ bảy bà pháp lệnh của Đức Thầy, thì ngài nói còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ vọng niệm chúng sanh, vì tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Vì cái niệm về diệt thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mờ ám, nên ai hãy thành tâm niệm Phật rồi được một tiếng niệm Phật ác lìa được một niệm chúng sinh. Mà niệm niệm Phật ác lìa được niệm niệm chúng sinh cho đến khi nào nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được. Cho nên thầy mới dùng cái câu là tịnh độ giác thuyền trị dục tâm. Vậy thì phương pháp niệm Phật nó có đình chỉ, có cái công năng để rồi thù thắng trừ được dục vọng mê sai của chúng sinh. Cho nên từ đó thầy dùng cái danh từ là tịnh độ giác thiền trị dục tâm. Và dù tại gia cư sĩ chúng ta hành pháp môn này thì rất là nó phù hợp. Cư gia tịnh độ tâm viên mãn, tại gia cư sĩ mà chúng ta hành pháp môn tịnh độ đồng được giải thoát, chứ viên mãn là giải thoát nó của bác A Chi. Cho nên từ đó hôm nay thầy dùng cái danh từ này để nói lên là tịnh độ giác thiền trị dục tâm, phải rõ nghiệp dương trần cấu tạo, phải rõ chúng ta nhận thức được sự giác ngộ này đó là do nay sát thân này có đây đó, là do nó cái nghiệp được đời xưa. Phải rõ nghiệp duyên, phải biết được tất cả các nghiệp chúng sanh, từ tập phát nghiệp, từ cực trọng nghiệp, rồi cận tử nghiệp đó, đều có là do nó cái sát thân này. Phải hiểu vậy cho nên phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo. Nghe rằng chánh pháp thoát tà dâm, chánh pháp là phương pháp của Đức Phật đưa ra trên 80.000 pháp đây. Cái phương pháp tịnh độ, phương pháp thiền tâm là chánh giáo. Cho nên hai phương pháp này đã một lượt song hành, nên Đức Bình Vô Chủ đưa ra phương pháp môn hoàng nghiệp trong một trong bảy bà pháp định. Nếu ta tìm được con đường bát chánh đạo của Phật mà đi nè, đó là pháp môn thiền. Giữ tâm thanh tịnh là huệ, là tu huệ đó. Làm việc như từ là tu phước. Không lòng hờn giận chẳng giả ghét tranh, chuyên tâm niệm Phật là tu huệ. Giúp thế độ đời là tu phước. Đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ gây mối thiện duyên. Lần lần trí huệ mở mang khỏi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt. Đồng ý không? Dạ. Vậy thì đó là phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm, thù sinh nhược mộng đời la khổ, chủ phù là nổ chứ sinh là sống. Ám chỉ có cuộc đời sinh sống của chúng sanh này nó tạm như tuyết gá cành cây. Trong kinh Phật có nói phù sinh nhược mộng di quan kỹ hà, kiếp sống nổ dưới như giấc mộng, dầu có vui sướng cũng chẳng bao lâu. Cho nên vui sướng dù bao nó chẳng bền, vui rồi trông thấy khổ kề bên, nhân do lòng dục xui ta nó, theo nó đành vùi lấp tuổi tên. Thành ra vì cái sự vui sướng thế gian này mà chúng ta quên đi cái phần giác ngộ. Nên từ đó hôm nay Đức Thầy viết cho cái ông mà nhà thơ đó cho biết là ham sướng dương trần ôi khó tỉnh, còn ưa vui đó dân sự chẳng thi dân. Ham việc nhàn nhã sung sướng đó thì chúng ta khó được có giấc tỉnh và ngộ trong giấc, đó là chân lý. Cho nên từ đó người đời sống trong lối đường trung đạo là chính xác. Sống trong thời này đó Đức Thầy đưa ra, nếu sống trong con đường trung đạo thì chúng ta đừng có phê bình với cái ông Minh Tuệ và tất cả những số khác, là vì chúng ta đã có thầy rồi. Hiện nay Đức Thầy ra đời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa ra đời đó thì đem ra pháp tứ đế mà độ đời trước hơn các pháp, thì chỉ con đường trung đạo cho người hành theo. Thì con đường trung đạo đó là không nên trưởng dưỡng sát thân quá ư sung sướng, như ăn nhiều nà ngủ nhiều, chẳng lo làm công chuyện, chẳng lo học hỏi gì, sung sướng thế quá thì hay sanh nhiều dục vọng mê đắm, làm cho trí đạo tối tâm không có thể đạt được huệ đắc. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không nên hành sát hay ép sát thế quá, như là phơi nắng dầm sương, bỏ ăn bỏ ngủ, làm lụng quá sức lực. Vì ép sát thế quá thì hay sinh nhiều bệnh hoạn, người đa mang bệnh tật rồi, thì nào là tinh thần kém cỏi nhọc bệt, trí quá lu mờ, không có đủ sức mà học được đạo đặc. Cho nên Đức Thầy mới đưa ra con đường trung đạo là không nên trưởng dưỡng nó, mà không nên để cho nó sung sướng thế quá. Chỉ ăn ngủ làm lụng vừa với sức mình, ăn ngủ có giờ giấc như vậy đó, làm việc vừa với sức mình, giữ gìn sức khỏe mới mong học được đạo đặc. Đó là con đường đạo. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy được hiện nay Đức Thầy dùng danh từ là phù sinh nhược mộng đời lao khổ, tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Giờ đây chúng ta nhờ xét chữ tỉnh là xét hết. Ở trong kinh Phật có giải đó,
Phật là giác giả là tỉnh giả. Mà cái người tỉnh là cái người biết xét, biết xét tới cuộc đời hiện nay nó, mình sống đây nó là sống trong cuộc đời tạm giả, trong một thời gian rồi cũng phải ra đi. Trần thế chỉ là chỗ tạm nương, cũng như quán nọ ở gian đường, mọi người là khách dừng chân tạm rồi cũng ra về khách diễn hương, mọi người đều ra về hết. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta nhớ lại lời của Đức Phật dạy, phải ráng tĩnh tâm trở lại với đạo lý, để một khi nó khi đã mất cái thân xác rồi, chúng ta còn có một thân xác thứ hai nữa. Cho nên nếu đã tĩnh tâm tình đạo chánh cũng nên rèn tánh gặp đằng ngay. Vậy thì giờ đây chúng ta nhớ lại, vậy thì thù sinh nhược mộng đời lao khổ, tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm, nhờ xét đón nói đó, chúng ta mới không lạc vào tà kiến. Cho nên từ đó hôm nay 2-4 câu của đồng đạo nêu ra thì chúng tôi lấy cái phần chú giải thôi, và thiếu đi phần mình về đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà. Mấy đứa kiểu mấy đứa đi làm thêm đề tài nữa kết thúc. Thôi thì cũng cảm ơn cái đề tài đồng đạo mình đưa lên cho Quynh Mười diễn giải. Thôi đây còn 2 câu ngày nữa là mình kết thúc trong cái buổi trao đổi hôm nay nha. Đồng đạo mình đưa lên 2 câu: Mộ Khang thần tỉnh cần chiêu, khỏi cơn hoạn nạn Lam Kiều được lên. Như vậy là khỏi cái cơn hoạn nạn, mà hoạn nạn gì mà Lam Kiều được lên, mà Lam Kiều này ở đâu mà mình phải lên? Hồi đó giờ ở đây có ai lên chú nói chưa? Chưa hả? Bữa nay nghe đang kiếm đường đi lên nha. Rồi ủng hộ cho đàn pháo tay cái đề tài hôm nay đi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, mời anh. Dạ thưa quý vị, giờ đây thì đến cái đề này cũng gọi là đề thứ 5. Đồng đạo đưa lên cái câu là Mộ Khang thần tỉnh cần kêu, khỏi cơn hoạn nạn Lam Kiều được lên. Thì bây giờ chúng tôi xin lui lại, đọc trở lại một đoạn văn này để cái phần xuất xứ. Nghèo thì phải cũng ráng cháo rau, chứ đừng gian xảo người ngày sau, thanh nhàn bần cùng cũng sớm liễu toan. Giữ tâm ngay thảo xóm làng mến yêu, rồi mới đến cái câu là Mộ Khang thần tỉnh cần kêu, khỏi cơn hoạn nạn Lam Kiều được lên. Như vậy là cái bài này có phải nằm trong cái bài khuyên người vào lòng phước thiện, là viết vào ngày 25 tháng 2 năm Canh Thìn 1940, mà gồm có 108 câu đồng với cái bài viết là Nguyễn Hội Đồng. Thì thôi bây giờ mình xuất xứ xong rồi, vậy tôi trả lại. Thầy chúng ta là một vị Phật, Ngài dạy đây đó, Ngài lấy tất cả 12 bộ kinh mà dạy đây nè, rút trong các luật các kinh, trong đó Ngài mượn lời của ông Khổng Tử Phu Tử, tức là Mạnh Tử khi xưa ta dạy thế, mượn lời Phật Thánh nên truyền ban cho chúng sanh tự. Lời của ông Phật khi xưa đó Ngài cũng đem vô đây, rồi lời của ông Thánh Khổng Tử Mạnh Tử cũng đem vô đây. Chữ Mộ Khang thần tỉnh là trong có bộ chữ Hán, của anh viết chữ Hán. Chữ Mộ là sớm, mà chữ Khang là tối đó, ám chỉ cho sớm thăm tố giếng, ám chỉ cho cái đề tài chữ Hiếu đó mà thường đề cập. Cái người con mà nuôi cha mẹ nó phải sớm thăm tấu giếng của cô bác ấy vậy. Mà cái ý này đã là cái ý thứ nhất nha. Cái ý thứ hai là cái người muốn đền đáp ơn tứ đại trong ơn thì hai thời cúng bái chúng ta không thể quên. Ý của Đức Thầy đưa là hai thời cúng bái mà nguyện cầu cho cửu quyền thất tổ, cho cha mẹ mình đây, phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, cha mẹ sống phải được tăng trưởng được cái tuổi thọ sống lâu. Còn phụ mẫu quá khứ đó trực giảng Tây Phương. Thành ra Mộ Khang thần tỉnh ám chỉ cho sống thăm tố giếng là cái hai cái nghĩa thứ nhất là người con phải có bổn phận chăm sóc cha mẹ. Cho nên từ đó quý vị thấy đó, một hôm ông mà cái ông Tử Lộ đó, một hôm có hỏi thầy Tử Hạ, hỏi Đức Khổng Tử: vị thưa thầy, thầy dạy cái câu là nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, mà không thấy có số người cho cha mẹ ăn mà thường hay làm cho cha mẹ phiền lòng, hoài như vậy mà có nên hay không? Thì Đức Thầy trả lời, thầy nói cái hiếu chẳng những hiếu được như Tử Lộ, mà cái hiếu phải hiếu được như ông Tăng Xong. Thì thầy chỉ nói vậy thôi, mình mới coi lại trong cái bộ Tăng Tích. Ông Tăng Tích khi xưa đó có người con đó, tên là Tăng Xong. Nhưng mà khi mà ông nuôi cha mẹ nó vô mắt, thậm chí có bữa cơm mà dọn ra ăn như vậy nè, ông phải khoanh tay hầu hạ cha ăn cơm, có bữa cơm có được ngon hay không. Thành ra từ đó khi ăn xong rồi thì ông còn khoanh tay hỏi thưa với phụ thân, những món ăn còn thừa lại chẳng hay phụ thân định cho con như thế nào. Khi món ăn còn thừa lại nó mà ông còn hỏi vậy thì ông Tăng Tích ông rất vui mừng. Ông nghĩ rằng mình trong cái tuổi già rồi, cảnh địa diễn thiên gần đất xa trời rồi, mà con mình nó cũng cho mình có một cái quyền lực
ở trong gia đình khi tuổi già suy yếu. Cho nên ông rất vui mừng cô bác anh chị em, cho nên trong kinh mới nói là tự hiếu xung thân lạc, con hiếu cha mẹ vui. Mà cái con người làm sao cho cha mẹ vui được đó là con người đó có hiếu đó. Ở cho biết dựng biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Cho nên từ đó Đức Thầy mới nói cái hiếu chẳng những hiếu được nuôi như ông Tử Lộ khi xưa đội gạo đường xa trong cảnh nghèo mà nuôi cha mẹ, nhưng mà cái hiếu phải được về cái mặt tinh thần nữa, nuôi về vật chất mà còn nuôi về tinh thần cho cha mẹ vui. Cho nên ông lão Lai Tử khi xưa 72 tuổi rồi mà cha ông đã già rồi 90, mà lúc đó cảnh buồn cảnh già của bác anh chứ, tuổi già sức yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình da lắm nhộn nhàng, ít khi cái tuổi già nở được cái nụ cười lắm. Ông thấy em cha già vậy, ông giả giờ ra xách một đôi nước ở dưới sông đem lên, đi ngang qua già qua cửa mặt của ông già, giả giờ trợt giò té cái văng hết cái thùng nước xé ra. Vậy mà ông già ông nở nụ cười, ông nói cái thằng này thư quá tệ ha. Vậy nở được nụ cười vậy mà cũng ghi trong nhị thập tứ hiếu đó. Quý vị thấy không, nuôi cha mẹ phải nuôi về mặt tinh thần, cha mẹ vui được đó là người con đạt được hiếu rồi, chứ không phải cho ăn không đâu. Cho nên từ đó hôm nay thầy dùng cái danh từ mộ khang thần tỉnh là sớm thăm tố giếng đó. Khi cha mẹ trở về già hay đau ốm mà mình phải thương xót cha mẹ, thăm lo bệnh hoạn để lo giải chữa thuốc thang đông tây nam tây để mà cho cha mẹ mạnh lành. Còn mình nuôi một cái chuồng heo, cô bác anh chị em thấy không, có số bà con đó, mình đổi lại coi 10 con heo trong đó mà lỡ con nào mà nó bỏ ăn đó, cái sáng cái bà chủ nhà mà rờ cái lỗ tai, rồi mình mà thấy nó yếu rồi yếu ăn rồi chạy kêu thú y về chích liền. Các loài vật mà mình cũng chăm sóc cỡ đó mà cha mẹ mình đau đó, đôi khi cũng bỏ qua luôn của bác anh chị. Tôi nói ở tại Tâm Nông nè, tôi ở đó đau cái bệnh rối loạn tiền đình 3 ngày, nhưng mà gặp có đứa em này nó nuôi mẹ đó ha, bà mẹ 80 tuổi rồi, thì lúc đó ba mang cái bệnh tiểu đường, bà ăn cái gì bà nói thôi trước sau tiểu đường cũng chết, đụng đâu ăn đó, không có cử bác sĩ biểu cử, bà không cử nó ăn đường, cứ cà phê đường cứ để cho đậm vô đây tao uống cho coi. Ăn uống rồi bà ăn đồ đó ha, dùng bún cái gì bà không ăn hết trơn, bà ăn và ta nay bà ỉa rột rột vậy đó, thôi cũng chạy ra tiêu. Cái đứa con nó quá cực lòng, nó nhằn nó nói cái bà nội này nè, bà đã đau mà bác sĩ biểu cử bà cũng mỗi cái gì bà ăn hết trơn, con tôi ở nhà hả biết bao nhiêu, hai ba đứa đưa đi học mà rồi cha nó ở nhà cực khổ, tôi không tiếp được cái gì, người ta có tuổi của bà 80 tuổi đã chết hết trơn rồi, còn cái bà nội này phải sống dài quá. À, nuôi mẹ mà còn nguyền rủa cho mẹ chết nữa. Như vậy quý vị thấy không, nội nhiêu đó mình thấy, tôi chứng kiến ở tại huyện Tâm Nông đó, đó có lắm kẻ lớn rồi quên lãng, nuôi mẹ cha tính tháng tính ngày, lại còn nhiều tiếng đắng cay, sao không chết phước sống ra làm chi. Mình nghe mấy câu này nó hợp vô cùng. Vậy thì mộ khăn thần tỉnh tức là sống tâm tố giếng, cha mẹ có đỡ đau. Cho nên từ đó hiếu tử chi sự thân, cư tác trí kỳ kính, dưỡng tác trí kỳ lạc, bệnh tác trí kỳ ưu, tăng tác trí kỳ ai, tế tác trí kỳ nghiêm. Làm con hiếu thảo nuôi cha mẹ, ở với cha mẹ cho hết lòng kính, nuôi cha mẹ hết lòng vui vẻ, cha mẹ bệnh phải hết lòng lo. Rồi khi mà cha mẹ quá giảng, để tăng hết lòng thương tưởng, và khi ngài tế tự phải hết lòng nghiêm chỉnh. Đó là năm tiết luật của Khổng Tử dạy về cái chỗ mộ khăn thần tỉnh. Vậy thì khỏi cơn hoạn nạn, nếu chúng ta có hiếu thảo rồi thì những cái hoạn nạn chúng ta đều vượt qua hết. Quý vị còn coi sự tích của ông Du Thướng khi xưa 4 lần chết đó cô bác, mà nhờ có chữ hiếu đó mà ông được có cái đức độ trời ơn trên ta ban cho, cho nên những cái tai nạn đều vượt qua hết cô bác. Cho nên từ đó hôm nay là khỏi con vàng ăn thử lam kiều được lên lam đều gì, tức là cái cảnh tiên. Bởi vì ngày xưa có cái tích đó ở tại cầu Lam trong kinh, trong cái thiểm xã Thiểm Tây, cái thời kỳ của bên Trung Hoa có kể lại. Ngày xưa nó có con làng dân anh này bán cái quán ở bên phía cầu Lam bên kia kìa. Hàng Bùi Hàng khi xưa là một nhà thư sinh nhưng mà gia đình nghèo. Khi lớn lên nói với cha mẹ là cưới vợ nó phải lựa cái nàng nào cho tuyệt đẹp như tiên nó mới cưới à. Thì bà mẹ mới than rằng con ơi thế gian này thì mẹ có thể lựa được, nhưng mà cái người đẹp như tiên thì làm sao mẹ lựa. Thì Bùi Hàng mới xin với mẹ là cho một số tiền để đi tìm kiếm cái người vợ vừa với ý. Thì sau khi mang một số tiền ông đi tìm kiếm nhưng mà cũng không được hết. Trải qua 2 năm sau ông gặp một vị dị nhân đó cho 4 câu thi, cho 4 câu thi vì cái chỗ là thành lòng. 4 câu thi là nhất ẩm quỳnh tương bách cảnh xanh, quyền sương dạ đảo tận khiến dân anh, lam kiều bổn thị thần tiên, hoặc hạ tất khi khu hướng ngọc kinh. Tạm dịch đó
là uống ngược quỳnh tương trăm cảnh sanh, quyền xương giả thuốc thay dân ăn, làm kiều vốn thiệt nơi tiên ở, hà tất buôn ba đến ngọc kinh. Từ đó ông mang được cái tâm sự, biết được cái chỗ làm kiều có nàng thiên, nên đồng thời đến đó gặp được dân anh và xin phép với mẹ dân anh là cho cưới dân anh về làm vợ. Nhưng mà bà mẹ dân anh khó lắm, nếu cưới được dân anh thì ta không đòi xính lễ, mà chỉ đòi một cái chài bằng ngọc, vì trong nhà ta có một cái khối ngọc. Nếu chài ngọc rác dừa khối ngọc ta gả dân anh không có đòi xính lễ chi cả. Thì Bùi Hằng khi trở về nguyện giái với ông trên, cho nên cái vị nhân nó liền cho một cái chài bằng ngọc. Sau khi đến đó làm xính lễ cưới được dân anh, về sau hai người giả thuốc trường sanh đồng thành tiên hết. Cho nên từ đó đức thầy ám chỉ cái nghĩa bóng của nó là qua sông nhờ được cầu lam đó, là tu hành nào đỡ chùa ai làm gì. Vậy thì hôm nay đức thầy cũng dùng cái danh từ cầu lam này, khỏi cơn hoạn nạn lam kiều được lên, nghĩa là sau khi chúng ta hiếu đạo đối với cha mẹ thì chúng ta được trở về cảnh tiên. Thì thôi, thời giờ có hạn, vậy thì chúng tôi trình bày hai câu rõ ràng: mộ khăn thần tĩnh cần triêu, khỏi cơn hoạn nạn lam kiều được lên, ít ai giữ đặng chí bền, tu theo nước rến rồng mèo thả trôi. Hẽ ra là bốn câu như vậy đó. Thì thôi, vậy thì trước khi trả biệt, chúng tôi cảm ơn ban tổ chức cũng như cô bác anh chị em ngồi ở đây để lời cho chúng tôi có cái sự trình bày kẻ nói người nghe, và đồng thời chúng ta được có cái chỗ là nhắc nhở nhau trong những lời hay của đức thầy ý đẹp để chúng tôi nhớ lại không lầm. Hiện nay số cô bác anh chị em mình coi trong cái quyển thi văn sưu tập toàn bộ của đức thầy, thì chúng ta đã gặp được đây là một cái trường thi được đức thầy viết ở trong cái quyển từ giả bổn đạo khắp nơi, khoa tràng lệnh mở hậu thi, nên ta xuống quốc để dạy thì trần gian chớ mình hồn giữa lâm san, thảnh thơi còn xuống thế gian làm gì. Giờ đây thầy cho biết trước là cái khoa tràng lập mở cái đại hội tới đây, cuộc trường thi tới đây, mà nếu như mình là thí sinh thầy đã cho bài hết rồi đó, ra bài dở đồ hết ở trong cái quyển thi trang sưu tập, rồi tùy theo trình độ căn cơ của mình làm đó. Cho nên từ đó hôm nay đến cái ngày kia đó là cái ngày hội thí đó của bác anh chị, yêu cầu là có mặt thí sinh thôi, phải không? Cái ngày giờ đó đến kỳ thi đó, dân thầy chạm bảng trên đài cao gọi các linh hồn nay ngu khờ len lỏi hương thôn, nhưng mà sau đắc đạo đã tiếng đồn bốn miệng. Cái ngày giờ thi đó tới đây đó, thầy đang chờ đợi trong cái bài dụng kinh quyền đó: hỡi ơi trời đất mấy môn trùng, muốn dụng kinh quyền đã thiếu trung, ngạc nổi thân phàm dương vấn nạn, trường thi chưa có mở mà trống chưa thục. Hiện thế thầy viết cái bài dụng kinh quyền là cái trường thi chưa có đánh trống, chưa có tụ sĩ hiền, bây giờ lo học bài nè. Cho nên thầy nói với tỉnh nhận ra là lý: thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, mà để thi cử đó khỏi mang tiếng rớt. Đồng ý không? Trong hai hồi cúng bái của mình đây nào là cái bài đó, bài thi đó. Cho nên chúng tôi mong rằng cô bác anh chị em mình ráng nghe. Hiện nay ông Ba Thới là tác giả Kim Khổ Kỳ Quan đã viết cái câu là: Phật thi đức, Tào Quốc thi văn, Nhân Tùng thi chánh, Nhân Tăng thi lộc. Hiện nay đó cô bác anh chị em nhớ coi, trong mảng đời trâu cũng ra trâu, đâu bằng sóng nọ biển sâu quá rồng khác chứ nhau, có một tấm lòng lòng ma quần thú, mà hai lòng rồng là quần tăng đó. Về thành ra bây giờ cái cuộc kỳ thi này nó không phải chữ nghĩa như ngày xưa nghe, mà thi cái trường thi này gọi là cái trường thi vô tự. Ông Ba Thới viết cái đoạn văn: trường thi vô tự giáo tâm thi tài, đố ai lập đặng sách hoài, đậu câu trúng nhận phép tài văn thơ. Cái trường thi này trường thi không có chữ, bởi cô bác anh chị em thấy Phật giáo hảo có số người dốt như me không biết chữ mà giờ vẫn đọc văn được. Bây giờ thấy không, có đồng ý không? Đồng ý cho đồng hóa tay. Không biết chữ mà vẫn nói sách giảng, vẫn nói kinh nói kệ, vẫn khuyến vũ người ta tu. Thì mình thấy đây là rõ ràng hiện nay cái trường thi đã sắp mở, thầy cho bài trước rồi, nếu ai cố công học hỏi, việc tu hành ví như việc học, hãy ai hết lòng cực nhọc thì đặng làm quan, bằng không học thì không biết chữ, dầu đến ngày thi cử thì sau đặng làm quan, mà có bạc tiền chấp chứa mấy ngàn cũng phải làm dân mã chiếc. Thành ra từ đó hôm nay với dân chúng ta ráng cố gắng vừa tu tập trao sửa thân tâm, mà vừa là lập công bồ quả, đi theo lời của đức thầy dạy là lập thân giúp thế nên công quả, muôn kiếp danh hiền sách dẫn biên. Vậy thì chết rồi bỏ cổ ba dơ chi bằng lòng hải truyện thơ ghi đời, giờ đã chết rồi cái của cải này không có ai mà gìn giữ được và cũng không đem theo được. Tới số rồi ô hôn một nhất, nhiều bạc vàng khó nổi đem theo, của bấy lâu khắc thể quạt bèo, nhưng mà đông con cháu đã không theo một đứa, đông đứa con rình độ mà cái ngày chết có đứa nào dành theo không? Không có đứa nào theo.
Thành ra khu đó tự mình phải biết lo cho mình nha cô bác anh chị. Thôi thời giờ có hàng vậy thì trước khi ra biệt, một lần nữa không quên đốt nét hương đồng cầu nguyện hồng ân tâm bảo và quả linh của tổ thầy, xin gia trì hộ độ cho hương linh người bác con cũng như cửa nguyện chung của chúng ta sau khi nghe qua giáo lý Phật giáo và học đồng được siêu hóa trở về cảnh an lành chư Phật, và cái quả dương chúng ta đồng phát tâm bồ đề dũng mãnh tinh tấn tu hành để đời chúng ta làm hai điều của Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy: nở thế ông tôn tròn nở thế, đường tu sớm liệu dẫn đường tu. Và đến đây chúng tôi chấm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.